Chào cả nhà nhé. Đây thằng em nó có cái cây gốc mai này hoành 85 đến 90 này, nó đang kêu bán này. Tí nữa mình đo lại cho các bạn xem này. Đấy, nó mới trồng nên nó phủ sơ dừa thì nhưng mà cái cây này thì nó chỉ được phía một phía bên một bên thôi. Đó. Nó kêu bán. Đấy, nó bên này thì nó ấy, nhưng mà nếu mà mình biết trồng mình cho nó ốp đá vào thì nó cũng được. Cái này nó hơi lép một chút. Đó, cây này thì nó mới ghép hoa đẹp đấy, nhưng mà một cái mới ghép chưa chưa thuần lắm. Đó, mình quay sát cây này nó cũng già lắm rồi. Đó, cây này nó đang lên xù đấy, nó cái vết sẹo này thì nó cũng gần ăn hết rồi. Nó cũng to đấy, cây này cũng to đấy, và nó đòi là 12 triệu, khoảng 12 triệu cái này. Để mình bảo em nó đo cho nhé. Đây 8990 này, luôn lên trên đây chưa? Đấy. Đo là mấy chỗ tại cái này ngay khúc yêu rồi đi. 76. Đây. Cái này là eo nhất rồi. Này 64. 64. Cho cao không? Rồi, cao. 95. 95. À, chưa đo tới cái cốt gà nhá. Ừ, chỉ đo cái chỗ kia, chỗ cắt thôi được rồi. 95. Đây. Rồi. 81. 81, 82 nếu đo này nó hay nhiều cữ này. 82, 83 cũng được. Xịt lên đây thì tính như 80. 80. 80. Tôi đồ đo chiều cao là rồi. Chiều cao này chắc tầm mét rưỡi. Cây này 40 triệu rồi em. Rồi mét rưỡi. Rồi cây kia 47. Xịt lên trên là 47 sắt của đế này. Lên trên chắc nó khoảng 40. 44. Cây này 17 triệu à? 44. Cây này 17 triệu nha các bạn. Thôi được rồi, chỉ vậy thôi, còn là mình cái tay tán nãy quay rồi. Cái này vừa đo sao đo. Đấy, cái đo cho thoát thân, thoát thân ở chỗ này. Rồi 60 đi. Ghép đây là 60. 60. Nói chung là 60. Đây đo chỗ này 60. 60 đấy. Còn cái bây giờ nó cái đấy là nó củ đế rồi, không tính sao. Em tính cái ở đấy. Này. Còn nếu mà ví dụ mình đo đi luôn rồi. Đo đây không được đâu. Ừ. Nói chung là người ta tính chỗ đấy là ok rồi đấy. Chỗ này là 60 là ok. Đó, ok. Rồi là đo cái chiều cao thôi. Cây này 20 triệu à? Cây này 20 triệu nhá. Bao ship 79. Rồi. Cái giọng này tôi nhìn tôi biết mà. Lúc nào mình về mình lọc lại mình nói sao. Em cứ moi ra đi, moi em thử đo xong. Nó cứ thử đã đấy. Lên củ sù đấy đấy. Đây thì anh nói à. Đây điểm bên bên này đang lên sù này, đây đang lên sù này. Này là biết nó lên hết rồi, chỗ này này. Đây đây điểm điểm sù đây bên này. Cây này đẹp lắm, cây này chắc cũng được mấy chục đấy. Đo tầm này à? Rồi 47. 48 ra 47. Củ đế, củ đế đặc luôn nhá. Nguyên cái củ tỏi ôm củ tỏi sứ 98. Rồi 98. Rồi đúng không? 98. Chiều cao của nó thoát thân nhất 70.
có thân 83. Rồi, giới thiệu ngang nó chưa có tay tán, đẹp đấy, cái này. Đây mới ghép, mới tháng. Cái tỏi này. Xô. Đã nhỉ. Cây này về bao nhiêu tiền ông cứ nói luôn. Cây này bao nhiêu tiền? Đó. Cây này bao nhiêu tiền? Cây này hả? Ừ. Cây này bán 25 triệu. Rồi, cây này em nó bảo 25 triệu nhá. À, các bạn có nhu cầu bán được để chơi. Thế này. Rồi cứ tháo tháo. Tháo quần nó đi. Tiện quay clip cũng nhiều cây. Cái này có một củ tỏi như này. Cây này đẹp đấy. Tiếp cây này bao nhiêu tiền? Cái này á? Cây này phải 6 triệu. Giá là hợp lý mà các bạn. 6 triệu bạc thôi. Cây bộ đế đẹp. Rồi, cái chỗ đế bao nhiêu? 39. Rồi, 39. Năm 58. 60. Cái đấy họ không thiết lắm, chủ yếu là nó mua. Chủ yếu là cái củ này. Cây củ đế. Mà điểm nó ngang lên xù này. Cây xù này. Bên này nữa này. Đang lấy xù trứng này. Cục tròn.